Hi, xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Em Miền Tây nha. Lời nói đầu tiên em mến chúc cả nhà mình luôn luôn vui khỏe, bình an, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình nha. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một món ăn chay, đó là chả chén chay làm từ cơm nguội nha. Chúng ta có thể ăn với lại tương ớt nè, hoặc là mang đi sốt chua ngọt để dùng với cơm cũng rất là ngon luôn ha. Quý cô chú anh chị nếu đang xem video này, thích cái món mà ăn mà em làm, hãy vào bếp thực hiện cùng em nha. Và nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất từ em nha. Em cảm ơn rất nhiều. Thì nguyên liệu chả chén chay của em gồm có 1,5 chén cơm nguội, 1 ít tiêu hạt nè, và 1 ít tiêu sai, 1 ít hạt nêm chay và 1 ít muối ha, thêm 1 ít dầu ăn nữa nè, và bột mì đa dụng nha, 1 ca nước như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem cái phần cơm này bỏ vào cái cối xay ha. Chúng ta sẽ xay nhuyễn, thật là nhuyễn luôn. Cái món ăn này rất là dễ ăn, lại đơn giản dễ làm luôn. Em sẽ cho cái hết cái phần ca nước vào luôn nha. 1,5 chén cơm chúng ta sẽ dùng 1 ca nước giống như của em nè. Rồi em đã xay nhuyễn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cho ra một cái tô. Rất là dẻo, rất là mịn luôn, cho nên là em không có rút ra được luôn á cả nhà. Đó. Rất là mịn ha, dẻo luôn nè. Đó, sau khi em rút ra xong thì được một gói bột như vậy. Rất là mịn, rất là khô luôn ha. Bây giờ em sẽ cho cái phần bột này vào. Bao nhiêu bột đây? Khoảng là 1 cái chén đựng nước tương á cả nhà. Cho vào đây. Nếu như cả nhà mình muốn thích dai hơn, cứng hơn thì chúng ta có thể thêm bột vào ha. Rồi bây giờ em sẽ trộn đều cái phần bột này lên nha. Bột của chúng ta rất là dẻo, rất là mịn luôn nè. Rồi sau khi trộn đều, em sẽ cho cái phần gia vị chuẩn bị lúc nãy vào ha, cho hết vào luôn. Và chúng ta bắt đầu trộn đều lên một lần nữa nha. Thơm lắm á quý cô chú, đến đây thì rất là thơm nha. Em để gia vị vào là thơm ơi là thơm luôn nè. Đây là cái phần bột đó, em đã trộn được một lúc nè, rất là mịn ha, rất là ngon luôn, đặc biệt lại thơm lắm luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ cho ra cái chén. Cái chén này thì em cho vào đây 1 ít dầu ăn rồi đó. Rồi chúng ta sẽ tán lên cái chén, tán lên cái vành chén luôn nha, cho cái phần chả của mình khi hấp xong nó sẽ không có bị dính vào cái chén nha. Bây giờ em sẽ múc cái phần chả vào chén và chúng ta mang đi hấp nha. Nè quý cô chú thấy nó ngon không nè, rất là ngon ha. Rất là đặc luôn, nó sẽ dai lắm luôn đó. Nếu như cả nhà thích ăn dai hơn thì chúng ta có thể thêm cái phần bột vào một chút xíu ha. Rồi cũng ở trên cái phần mặt á, chúng ta cũng tha một lớp dầu lên để ém cái phần chả cho nó chặt lại nha. Ém đều xuống ha. Rồi sau khi ém em cũng được mấy chén như vậy nè. Cái nồi của em nhỏ cho nên là em hấp không có được nhiều nha. Em hấp 1 lần 2 chén thôi. Và chúng ta đậy nắp lại, hấp trong vòng 20 phút ha. Rồi sau 20 phút của em nè, thì cái phần chả cũng đã chín rồi, lúc này thì rất là thơm ha. Em sẽ lấy ra ngoài nha. Cái son của em á, em có để một nửa trái chanh vào đây và dắt nước á, cho cái son của mình nó không có bị đen ha. Đây là 4 cái chén chả của em nè. Quý cô chú anh chị thấy ngon không nè, rất là ngon ha. Đó, bây giờ em sẽ để nguội nha. Sau khi nguội em sẽ lấy một cái đĩa và cho nó ra thôi ha. Đó, cả nhà thấy không? Rất là ngon ha. Nó tróc luôn nè. Tại vì lúc nãy em có thay dầu vào cái chén á. Đó, rất là đơn giản dễ làm nha.
chả hấp xong rất là dai ha, không cứng nha, vừa đủ luôn, vừa mềm mềm dai dai dẻo dẻo luôn nè, rất là ngon ha. Đó, cả nhà thấy không, rất là ngon nha. Cái phần chả này chúng ta có thể đem đi chiên sốt ha, tùy ý luôn, rất là ngon ha. Bây giờ em sẽ xắt ra một ít và đem đi chiên, còn phần còn lại chúng ta có thể bảo quản trong tủ lạnh ha. Chả này nó còn ấm á cả nhà, cho nên là cắt nó không có được ngọt lắm ha, tại vì nó còn ấm, nó chưa có nguội hẳn á, cho nên là nó còn hơi dính. Chúng ta để vào tủ lạnh thì đem ra cắt nó sẽ ngon hơn ha. Đó, em cắt ra như vậy nè. Và bây giờ em sẽ cho cái phần chả vào chiên nha. Wow, thơm quá chừng luôn á cả nhà. Bây giờ em sẽ chiên, lần lượt để những cái miếng này vào chiên. Em chỉ chiên hai cái chả chén thôi, còn phần còn lại á em sẽ để vào tủ lạnh ha. Và mình muốn dùng như thế nào á thì mình sẽ lấy ra mình làm sao ha. Bây giờ thì em chiên trước để chúng ta ăn với lại tương ớt á. Đây cái phần chả chiên nè, vàng rất là ngon ha. Em để tiêu á, nó hơi nhiều quá, ăn nó rất là thơm, nó rất là ngon luôn á. Đó, ngon chưa nè, cái màu vàng thiệt là đẹp luôn. Chúng ta sẽ lần lượt chiên cái phần chả còn lại ha, rất là vàng luôn nè. Sau một lúc thì em đã chiên xong cái phần chả, rất là ngon, vàng, cái màu vàng rất là bắt mắt ha. Rồi bây giờ em sẽ mời cả nhà thưởng thức cùng em ha, xem cái vị nó như thế nào nha. Rồi em mời cả nhà nha. Rất là giòn luôn á cả nhà, ngon lắm luôn. Cái món chả chiên của em đã xong, bây giờ em dừng video tại đây nha. Nếu cả nhà thấy thích kênh, hãy cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ em có động lực làm nhiều video tiếp theo hay hơn nữa nha. Em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng em trong thời gian qua. Rất mong được sự đồng hành của cả nhà mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Bây giờ em sẽ hẹn gặp lại cả nhà vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần lúc 19 giờ trên kênh Quê Miền Tây ha.